Chúc quý bạn và các vị một ngày tốt lành. Rất nhiều người được sống bình an và hạnh phúc hơn nhờ thực hành theo những lời răn dạy của Chúa. Sau đây là 10 lời răn dạy ấy ạ. Thầy bảo cho anh biết anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì cửa sẽ được mở cho. Đừng có thề, dù là lấy trời, lấy đất hay lấy cái gì khác mà thề. Nhưng hễ có, thì phải nói có, không, thì phải nói không, như thế anh em sẽ không bị xét xử. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận. Vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện và làm việc trong bí mật, và Cha ngươi, ngươi thấy bí mật, sẽ thưởng cho ngươi. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa. Nhưng trái lại, hãy chúc phúc. Vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Xin Cha hãy tha thứ cho những người ấy, vì họ không hề biết là họ đang làm gì. Đó là câu nói cuối cùng của Chúa khi đang bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Nhưng giả sử như lúc đó Chúa lại than rằng, ta có tội tình chi mà các ngươi hành hạ ta như này? Hay Chúa bảo là, ta đã giúp bao nhiêu người bớt khổ, sống hạnh phúc hơn mà sao các ngươi nỡ đối xử tệ bạc với ta như này không sợ bị quả báo sao? Nếu Ngài nói thế ắt hẳn sự đau đớn của Ngài sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng không, Ngài đã chọn cách cầu xin sự tha thứ cho người khác và chắc chắn sự đau đớn của Ngài đã được giảm đi rất nhiều. Vâng. Chúng ta khó có thể yêu thương được người đã đối xử không tốt với chúng ta, nhưng chúng ta hãy vì chính mình mà học theo cách của Chúa. Cuối cùng đời sống thú vị, xin chúc quý bạn và các vị được bình an là hạnh phúc. Cảm ơn quý bạn và các vị đã xem đến hết video này ạ.